the dark. I feel so alive, still remembering what I want, but it ends with you. Candlelight has gone out, some will win and some will lose. Nothing much else to say. Make a little mockery, it won't do. Further down the line, still surrendering, trying harder to forgive you. Candlelight has gone out, some will win and some will lose. Nothing much else to say, though I was searching for something.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And
sao sẽ mình nghĩ chắc để cho ý nói đi chứ bây giờ nói chung là thêm chào ba là em rối hết. Giới thiệu sơ sơ không? Xin chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với trận đấu chiều hôm nay giữa Vietsport và Tâm Đắc. Do sự cố về kỹ thuật chúng tôi đang khắc phục phần âm thanh. Trận đấu của chúng ta đã alo 1 2 3 alo alo vâng, và như vậy là có bàn thắng dành cho Tâm Đắc. Cầu thủ ghi bàn là cầu thủ số 7 Linh Kohler. Khi chúng tôi đang chuẩn bị về phần âm thanh, danh sách cầu thủ cũng như chuẩn bị cho đầu trận đấu ngày hôm nay thì đã có một bàn thắng dành cho Tâm Đắc. Trong buổi chiều ngày hôm nay, Vietsport mặc áo màu đỏ. Tấn Dư Không Thành phần phía bên tay trái màn nhỏ quý vị và các bạn. Bên tay trái là Tâm Đắc, bên tay phải là Tâm Đắc với màu áo trắng đen. Một pha lên bóng rất nhanh. Đó là Huy. Hai đội nhập cuộc rất là nhanh chóng. Không có lỗi. Trong đầu buổi chiều hôm nay đã có một trận đấu đã bị hủy vì trời mưa to. Và bây giờ trong khung thành của Tâm Đắc là thủ thành Dì Huy đó. Dì Huy anh. Vâng, đó là trận đấu đầu tiên chúng ta đã được rời lại do mưa to. Huy có bóng. Đó là một pha cản phá của cầu thủ số 19 bên Vietsport. Rất nguy hiểm. Quý đang có bóng một đường chuyền xa. Sút đi. Không được rồi. Lên đi.
ném biên cho Vietsport. Vẫn trong tầm kiểm soát của Vietsport. Một đường chuyền không dành cho ai của Nhân. Nãy giờ không rep. Đội trưởng Huy. Hà Phăng. Một đường chuyền lỗi của Hà Phăng. Một cú sút xa của Nhân, tuy nhiên bóng rất không chính xác. Quý. Số. Dạ. À. Chết chết. Đọc luôn lên. Đọc lộn hết cả bên. À đây là bên này Việt này. Vừa bình luận với ấy không đủ không. Không kịp mà rep các kiểu. Vừa bình luận với ấy không kịp rep. Không kịp không nhớ mà anh rep luôn. À, đọc nãy giờ đọc lộn tập phèo. Có, kéo hết đi. Dễ thấy, nhìn trong màn hình đâu thấy gì đâu. Văn Quý. Các bạn đang theo dõi trận thi đấu giữa Vietsport và Tâm Đắc trong giải DL7 Cúp An Nhân Max 2020. Một pha phạt góc dành cho Vietsport. Hanu chuyền vào. Pha đá phạt góc không có gì nguy hiểm. Sau đó Văn Quý sẽ thay vào cho Hanu để thực hiện pha phạt góc này. Văn Quý. Hanu chuyển cho Văn Quý. Chuyển không? Tiếp tục là một cú sút của Vietsport đến Tâm Đắc, tuy nhiên vẫn khá xa khung thành. Nguy hiểm. Rất tiếc, đó là một pha bỏ lỡ của Văn Quý. Ngay sát sát khung thành của Tâm Đắc. Nếu xử lý tốt hơn, Vietsport có thể đã cân bằng được tỷ số ngay lúc này. Tỷ số trên sân ngay lúc này là 0-1. Nghiêng về Tâm Đắc. Một đường biên xa. Trong khung thành của Tâm Đắc là Huy Idol.
anh Huy idol của riêng tôi. Tôi đã rất thích phong cách của anh Huy. Không có lỗi. Lỗi rồi. Đó là một lỗi cao chân của Linh Kohler. Đó là một thẻ vàng. Rõ ràng đó là một lỗi cao chân so với thủ môn. Rất nguy hiểm. Linh Kohler, đội trưởng Huy. Trọng Nhân. Tấn công. Quá nhẹ nhàng. Một đường truyền cho Trọng Nhân. Trọng Nhân! Trọng tài không cho rằng đó là một pha phạm lỗi. Tuy nhiên, Tâm đã có một pha ném biên. Thắng đang có bóng. Chuyền vào. Một đường truyền quá xa dành cho Trọng Nhân. Trận đấu giữa Tâm Đắc và Vietsport đã trôi qua đến phút thứ 15. Và tỷ số ngay lúc này là 1-0 nghiêng về Tâm Đắc. Liên tiếp là những cú sút xa của cả hai đội. Hanu. Ở phía bên ngoài đường biên, chúng ta có thể thấy cầu thủ Vietsport đang khởi động. Sau một thời gian dài cầu thủ Vietsport đá banh bằng mồm, thì hôm nay có thể anh sẽ được vào sân để đá banh bằng chân. Khổ, không biết nói gì nữa. Một đường chuyền dành cho Trọng Nhân. Dường như sau những đường chuyền dài không hiệu quả, cả hai đội bắt đầu chuyển qua những đường chọc khe. Có những cái khe cần phải chọc và có những cái khe cần phải bỏ qua. Phương đang có bóng. Anu. Không có gì nguy hiểm đối với Huy Idol. Nhân, một mình Trọng Nhân giữa vòng vây của các cầu thủ áo đỏ. Phản công đi. Đúng rồi. Tuy nhiên đường truyền của Hà Huynh lại quá sâu. Phát bóng lên cho Tâm Đắc. Huynh
Huy Idol phát bóng lên. Đón bóng là hoàn hảo. Tuy nhiên một cú sút vọt xa. Ngày hôm nay Trọng Nhân và Linh Kohler đang đá, xin lỗi, đó là Nhân Đen đá trên vị trí cao nhất của Tâm Đắc. Và hai anh hoạt động rất sôi nổi. Nhân Đen tiếp tục là một pha phối hợp giữa Linh Kohler và Nhân Đen rất nguy hiểm. Một đường chuyền từ cánh trái vừa vặn cho Nhân Đen có thể đặt lòng. Linh Kohler không được rồi. Này cầu thủ này tên gì đã? 16 Hà Phan. Số 45. Bên phía Vietsport đã có sự thay đổi người. Cầu thủ số 19 Hà Phan ra sân. Và cầu thủ Vân Nam vào sân. Rất nguy hiểm. Một pha phá bóng an toàn của Hanu. Xin lỗi, đó là Hà Quyên. Phút thi đấu thứ 20 giữa Vietsport và Tâm Đắc. Tỷ số ngay lúc này lỗi rồi. Đó là cầu thủ Ha Win. Lỗi cao chân. Đội trưởng Huy đang đứng trước bóng. Ha Win. Một đường chọc khe của Ha Huyền cho Văn Phương. Văn Phương. Văn Nam. Văn Quý. Ha Huyền. Một cú sút. Một cú sút quá nhẹ nhàng của Ha Huyền. Nhân Đen. Một cú sút rất mạnh của Nhân Đen. Vẫn là Nhân Đen, vẫn là Tâm Đắc. Một pha xử lý dẻo dai của Nhân Đen. Tuy nhiên ở bên kia Linh Kohler không thể đón bóng. Văn Quý. Đội trưởng Văn Quý và đội trưởng Văn Huy. Yeah.
một cú sút của Linh Cole sút đi. Nhân đây. Một cơ hội 10-10 của Nhân Đen. Alo. Nhân Đen. Quý Linh Caller. Lại là những pha bỏ lỡ đáng tiếc của cặp đôi này. Đây đây, ngồi đây. Những cái tình huống nguy hiểm á. Những tình huống như vậy nếu là ở quê tôi thì người ta sẽ bảo là sút rất rửa mồng sút, sút nó vô. Văn Nam đang phá bóng. Hiện tại có rất nhiều cổ động viên ở trên Phủi Lâm Đồng đang cổ vũ cho cả hai đội. Và trên sân vận động Thành Phát Đạt hơn 1.000 chỗ ngồi, không có một ghế nào trống. Một pha lên bóng của Nhân Đen. Phản công. Sút xa. Những pha bóng khá nhẹ nhàng như thế này thì không thể làm khó được Huy Idol. Cái mic này nhỉ? Vietsport được hưởng một quả phạt góc. Không, đó là ném biên của Văn Phương. Bình luận anh này. Anh ngồi bên này này. Cái bịt nó hơi. Đấy. Như vậy là hiệp đấu thứ nhất của cuộc đối đầu giữa Vietsport và Tâm Đắc đã kết thúc. Tỷ số ngay lúc này đang là 1-0 nghiêng về Tâm Đắc. Mời quý vị ở lại một chút xíu để chúng tôi sẽ đến với phần highlight của hiệp đấu thứ nhất trước khi chúng ta đến với hiệp đấu thứ hai. Cái mic này nó là gì á? Không phải loa hết pin.
is your choice to make. A little mockery, it won't do. Tâm Đắc và Vietsport. Khép lại hiệp 1, tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về Tâm Đắc với pha lập công duy nhất của Linh Fuller. Bước sang hiệp 2, trận đấu giữa Tâm Đắc và Vietsport thì chấm dừng với bên tay trái là nhỏ các bạn, đó là câu lạc bộ Tâm Đắc cùng cầu thủ áo trắng quần đen và tất trắng, có cầu thủ tất màu khác. Trong trang phục màu đỏ là câu lạc bộ Vietsport, chấm dừng phía bên tay phải cùng khung thành của các bạn. Như vậy là hiệp 2 của chúng ta đã bắt đầu. Trong hiệp thi đấu thứ nhất chúng ta cũng chứng kiến rất nhiều cơ hội, tuy nhiên chỉ có một bàn thắng được ghi. Cơ hội rất hay, thủ môn Trần Ca đã kịp thời băng ra một pha dứt điểm của Nhân Đen. Không kịp rồi. Ngay những phút đầu tiên chúng ta đã thấy cả hai đội đang nhập cuộc rất hứng khởi và bóng được luân chuyển rất nhanh. Và chúng ta hy vọng sang hiệp 2 sẽ được chứng kiến nhiều bàn thắng đẹp hơn đến từ cả hai đội. Linh, Nhân Đen. Trọng tài biên cho rằng bóng đã đi hết đường biên dọc. Ném biên dành cho Vietsport. Xoay sở. Một đường liền lên trên không đến được vị trí của đồng đội. Rồi. Bóng đã đi hết đường biên dọc. Một pha nỗ lực của cầu thủ mang số 7 bên Vietsport, đó là Nam.
Quý. Cầu thủ Quý có cái chân trái rất khéo, anh xoay sở trong phạm vi hẹp cũng rất tốt. Nhân Đen kịp không? Kịp rồi. Thì nên đường căng ngang, bóng vẫn trong tầm kiểm soát của các cầu thủ Tâm Đắc. Trong những phút vừa qua chúng ta có thể thấy là các cầu thủ Tâm Đắc rất điềm tĩnh, giữ bóng và đập nhà với nhau rất ăn ý. Và chúng ta cũng biết rằng các cầu thủ Tâm Đắc đã thi đấu bên cạnh nhau trong một thời gian rất dài và họ đã có sự hiểu ý nhất định với nhau. Hà Phăng. Hà Phăng, cầu thủ mang áo số 16, đá ở bên hậu vệ biên bên tay trái theo hướng tấn công của Vietsport. Phương chuyển cánh. Hà Quyền sút xa. Một bàn thắng rất đẹp, một cú dứt điểm rất bất ngờ, một cú sút đưa bóng vào góc cao và đã đánh bại thủ thành Huy. 1-0 dành cho Vietsport. Chúng ta có thể chứng kiến lại một cú nà Đài Bắc, một bàn thắng chúng ta có thể gọi là siêu phẩm trên sân Thạch Phát Đạt. Một cú ra chân rất dứt khoát và cũng đầy ngầu hứng. Tuy nhiên đó là một bàn thắng cho thấy đẳng cấp của cầu thủ Hawin. Trận đấu được đưa về vạch xuất phát. Tỷ số bây giờ là 1-0. Trong một tình huống cơ hội thực sự không rõ ràng, tuy nhiên cầu thủ Hawin đã tạo ra sự khác biệt. Đó là một trong những điều thú vị trong bóng đá. Đôi khi chúng ta không cần phải tấn công nhiều, chỉ cần một khoảnh khắc tỏa sáng của một cầu thủ đã làm nên chuyện. Phạt công dành cho Vietsport, sút xa. Tuy nhiên cú sút lại không đi trúng tầm bóng của Phương. Rất đáng tiếc. Bóng đang nằm trong tầm kiểm soát của các cầu thủ Tâm Đắc. Một đường truyền cho Nhân. Linkholer. Trong khe rất hay. Đối mặt không được rồi. Ở nhịp chạm bóng cuối cùng của cầu thủ số 4, anh lại không làm chủ được tình hình. Cơ hội đã trôi qua. Hà Phăng. Lâm. Cầu thủ mang áo số 4. Lâm. Chuyền dài. Bóng hơi non rồi. Nhân Đen. Cầu thủ Nhân Đen có ý định sâu kim Hà Phăng tuy nhiên không thành công. Chúng ta đang thấy không khí và nhịp độ thi đấu ở trên sân đang trở nên rất hấp dẫn. Cả hai đội đang rất quyết tâm thi đấu và khát khao tìm kiếm những bàn thắng. Ném biên dành cho Vietsport. Rất hay. Tuy nhiên không thể có một cú dứt điểm từ cầu thủ Phương mang áo số 9. Lên bóng dành cho Tâm Đắc. Rất hợp lý. Phản công. Sút xa. Thêm một cú sút nữa của các cầu thủ Vietsport hướng về công thành anh. Cầu thủ Huy. Bên ngoài đường biên thì bầu xô Hà Văn Việt đang động viên các cầu thủ ở trong sân. Và các rất hay. Một pha xử lý rất kỹ thuật. Thêm một cơ hội. Hoan hô thủ thành Trần Ca, đã có một pha ra vào hợp lý. Đấy là một trong những lợi thế của cầu thủ của thủ môn Trần Ca. Anh luôn có mặt đúng lúc để cản phá những đường tấn công của các cầu thủ Tâm Đắc. Không kịp rồi, ném biên dành cho các cầu thủ Vietsport. Chúng ta cùng xem lại cơ hội này. Chỉ cần dướn thêm một chút nữa thôi thì cơ hội sẽ rõ ràng hơn. Các cầu thủ Tâm Đắc đang cho thấy những đợt phản công của mình sắc bén và hiệu quả như thế nào. Họ đang có những pha đập nhà và phối hợp chọc khe và xẻ nách rất hay.
rất hợp lý. Không có lỗi. Phương. Tuy nhiên đường đưa bóng vào trong lại không thể vượt qua được sự truy cản của trung vệ bên phía Tâm Đắc. Ném biên dành cho Vietsport. Cả hai đội đều đang rất khẩn trương. Rồi. Rất đáng tiếc cho cầu thủ mang áo số 9 Phương, và dứt điểm lại trượt trái bóng. Sau một cơn mưa thì mặt sân cũng hơi trơn, bóng cũng hơi ướt. Cầu thủ Phăng đã chơi tỉnh táo trong tình huống vừa rồi. Phản công dành cho Vietsport. Hawin rất bình tĩnh. Nam, Hà Phăng. Cầm anh xử lý cái. Tiếp tục là những pha tấn công rất nguy hiểm của Vietsport khi họ đã có bàn thắng gỡ hòa. Và rõ ràng là bàn thắng gỡ hòa của họ đang như một liều thuốc doping rất mạnh. Đội trưởng Huy cứ bóng chuyền đi. Đúng rồi, Nhật Đen sút. Nhật Đen không được rồi. Đó là một pha bỏ lỡ rất đáng tiếc của Nhật Đen. Văn Quý. Hà Quý sút. Đường căng ngang của đội Trường Huy. Mất bóng rồi. Nhật Đen. Minh Phương. Minh Phương. Đó là một đường chọc khe không hiểu ý nhau của các cầu thủ Vietsport. Cơ hội đã trôi qua. Liên tiếp là những cơ hội đã được tạo ra trên sân Thạch Phát Đạt giữa Vietsport và Tâm Đắc. Tuy nhiên cả hai đội đến bây giờ vẫn chưa thể tận dụng được cơ hội của mình. Linh Cầu Lơ. Đội trưởng Huy. Nhân đen. Linh Cầu Lơ. Không đón được bóng. Một pha phá bóng an toàn của Thảo Kiều. Ném biên dành cho Tâm Đắc. Hai đội đang chơi ăn miếng trả miếng rất hay. Cơ hội được liên tục tạo ra về phía cung thành của hai cầu thủ, hai bên cầu môn. Ném biên dành cho Vietsport. Một pha lên tham gia tấn công của cầu thủ mang áo số 10 Quý. Nhưng đường chuyền của Phương lại hơi sửa lương. Quý vị và các bạn đang theo dõi trận đấu giữa Vietsport và Tâm Đắc. Trận đấu đã diễn ra được ở phút thứ 36. Tỷ số hiện tại đang là 1-1 nghiêng về hai đội bóng. Một đường chọc khe rất hay, tuy nhiên bóng lại hơi mạnh. Cầu thủ Nhật Đen không thể theo kịp được đường đưa bóng. Phát bóng lên dành cho Vietsport. Trong những phút vừa qua chúng ta đã chứng kiến được rất nhiều pha cứu thua 10-10 của thủ môn Trần Ca.
với tốc độ phản ứng nhanh nhẹn của mình, anh đã cứu thua cho Vietsport rất nhiều bàn thắng. Phương chạy sở rất hay, không được rồi. Các cầu thủ bên hàng hậu vệ sút xa. Cầu thủ Huy đã làm chủ được tình hình trong pha bóng vừa rồi. Một cú sút xa từ giữa sân của cầu thủ Quý. Một đường truyền dài hợp lý, nhân đen sút xa. Hoan hô thủ thành Trần Ca, anh đã có một pha phản xạ tuyệt vời. Quý cơ hội sút xa không vào. Ngay sau khi các cầu thủ Tâm Đắc có một cơ hội thì Vietsport đã có một câu trả lời. Chúng ta đang thấy sự xuất sắc của hai thủ thành. Họ đang thi đấu rất tập trung. Hawin không kịp rồi. Chúng ta cho rằng đó là một pha đá phạt lên dành cho các cầu thủ Tâm Đắc. Đội hình Vietsport vừa có một sự thay đổi người. Người được đưa vào sân là cầu thủ số 72 Việt Hà. Anh sẽ thi đấu ở vị trí tiền đạo cao nhất trong đội hình Vietsport. Nhân đen Linkler đang di chuyển. Nhân đen sút xa không vào. Một pha ra chân rất dứt khoát của nhân đen. Tuy nhiên bóng hơi thiếu chính xác. Chúng ta có thể thấy rằng cầu thủ nhân đen tỏ ra nguy hiểm trên hàng công như thế nào. Anh di chuyển thông minh và có nhịp sút xa rất uy lực. Hà Phăng, Việt Hà, Hà Huynh, Quý sút xa, tiếp tục là cú sút xa của cầu thủ Quý. Các phương án tấn công của các cầu thủ Vietsport hiện tại đang áp dụng đó là sút xa. Với những cầu thủ có khả năng đưa ra những cú sút xa rất uy lực, Linh rất hay. Cắt ngang không được rồi. Đường tạt bóng vào trong lại hơi thiếu chuẩn xác của cầu thủ số 16 bên Tâm Đắc là Thắng. Trong một lần lên hỗ trợ tham gia tấn công. Trong một thế trận đang cân bằng như thế này, chỉ cần một bàn thắng thôi cũng sẽ tạo ra lợi thế rất lớn. Linh phạm lỗi rồi. Đá phạt dành cho các cầu thủ Tâm Đắc. Lâm Việt Hà không được rồi. Nhân đen Linh. Trong bộ máy vận hành của các cầu thủ Tâm Đắc thì cầu thủ số 7 Linh và cầu thủ nhân đen đang có sự liên lạc rất ăn ý với nhau. Hà Huynh, Nam, Việt Hà, quá người rồi, vẫn còn, sút xa, cầu thủ Hà Huynh phản công dành cho các cầu thủ Tâm Đắc. Một đường truyền không hiểu ý đồng đội. Hà Phăng mở cánh rất thoáng, trọng tài cho là không liên vị. Tuy nhiên cơ hội đã trôi qua. Lâm một pha triển khai tấn công rất sắc bén của các cầu thủ Vietsport. Tuy nhiên cầu thủ chạm bóng cuối cùng lại không thể chuyển hóa cơ hội đó thành bàn thắng. Bên phía Tâm Đắc có sự thay đổi người. Cầu thủ mang số áo 6 được đưa vào sân, Nguyên.
Trần Kha. Phát động tấn công nhanh, Việt Hà. Xoay sở rất hay. Hà Phan. Hà Phan. Vẫn còn Nam. Phạt góc dành cho các cầu thủ Vietsport. Bên phía Vietsport cũng có những cầu thủ có khả năng chơi đầu rất tốt như Quý, Việt Hà. Tuy nhiên pha đá phạt góc lại không đưa trái bóng vào tầm mà các cầu thủ có thể đánh đầu. Một pha bắt bài của cầu thủ Văn Lâm, cắt một đường lên bóng của các cầu thủ Tâm Đắc. Rõ ràng kèo nhà cái hôm nay sẽ nằm đặt phần cửa nhiều hơn về phía Tâm Đắc, nhưng tỷ số trên sân hiện tại không cho thấy điều đó. Nếu ngày hôm nay các bạn đặt cửa vào Tâm Đắc, có thể đó là một bất lợi. Phạt bóng lên. Lỗi rồi. Văn Quý đã phải nhận thẻ vàng. Đứng trước bóng ngay lúc này thì là Linh Kohler và đội trưởng Huy. Đây có thể là một cú sút xa rất nguy hiểm. Văn Huy. Một cú sút quá cao so với khung thành. Tiếp tục là một pha phạt góc và Nhân Đen sẽ thực hiện cú phạt góc này. Câu vào. Không được rồi. Cuộc đối đầu giữa Vietsport và Tâm Đắc đã trôi qua phút thứ 45. Và tỷ số ngay lúc này là một đều, chia đều cho cả hai đội. Rút đi. Tuy nhiên Văn Lâm đã phá bóng. Tiếp tục là một pha phạt góc dành cho Tâm Đắc. Rõ ràng các cầu thủ Tâm Đắc đang rất sốt ruột. Họ không muốn đánh đầu đi. Rất tiếc. Đó là một pha đánh đầu của Nhân Đen. Phản công, Việt Hà đang chạy. Những bước chạy đầu tiên và đầy uy lực của anh sau một thời gian dài xem bóng đá sau màn hình. Linh Cầu Lờ chọc kè, Nhân Đen. Vẫn là Nhân Đen, không được rồi. Ném biên lên dành cho Vietsport. Chúng ta có thể xem lại và cầu vào và đánh đầu trượt khung thành của Nhân Đen. Số 6 đang tấn công. Đội trưởng Huy đang chạy. Đội trưởng Huy căng vào Nhân Đen. Vẫn tiếp tục là Nhân Đen. Rõ ràng gánh nặng đang đặt lên vai Nhân Đen khi anh đã được nhận 4 đến 5 cơ hội rõ ràng đến từ các đồng đội.
Cả hai đội không muốn dừng lại ở tỷ số 1-0. Nhân Đen lỗi rồi. Liên tiếp là những cơ hội nguy hiểm của Tâm Đắc lên phía khung thành Vietsport. Tiếp tục là một pha sút phạt. Đội trưởng Huy, một pha sút thẳng rất nguy hiểm của đội trưởng Huy. Tuy nhiên thủ thành Vietsport đã chọn giải pháp an toàn là đưa bóng. Cầu thủ số 17 Haset bên phía Vietsport đã được đưa vào sân. Nhân Đen vô lê, một bàn thắng rất đẹp, rất đẹp. Một bàn thắng rất đẹp đã được cầu thủ số 6 bên Tâm Đắc. Một pha vắt người vô lê từ pha sút phạt nhanh, phạt góc nhanh của ngay lúc này trọng tài cần xem lại công nghệ vào hồi của chúng tôi.
Nãy giờ mẹ giờ ọp mà biết đâu. Đợi mày. Đá nó còn có sự mắng. Phải nhờ tới vai chứ không. Giờ mình tập lớp đá. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I...